Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến hết tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch với số tiền lên đến 239 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua các đầu mối đơn vị đã tiếp nhận được 183,651 tỷ đồng. Theo thống kê, ủng hộ mua vaccine và phòng chống dịch 176,301 tỷ đồng. Ủng hộ mua lương thực thực phẩm 7,35 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 3,4 tỷ đồng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, 1 tỷ đồng dùng để triển khai trao tặng 3.333 phần quà đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp nhận 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ 80.000 suất ăn cho người dân gặp khó khăn do đại dịch ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế chưa được hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Mặt trận cấp huyện, xã cũng đã vận động tiếp nhận hơn 2.300 tấn gạo, gần 70.000 thùng mì gói, hơn 1.600 tấn rau củ các loại, hơn 20.000 thùng sữa và nước khoáng, cùng gần 200.000 phần quà. Về trang thiết bị y tế, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã trao tặng hơn 872.000 khẩu trang, hơn 45.000 bộ test, 13.905 bộ đồ bảo hộ và 127 máy tạo oxy, 21 máy trị liệu dòng cao HFNC và nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong phòng chống dịch Covid-19.